Hiện nay ở thôn Trai Trang, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tình trạng người dân thả diều ngay gần điện cao thế tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, không chỉ gây thiệt hại cho ngành điện mà còn làm ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất của các doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân. Cứ vào buổi chiều mát từ 16 giờ đến 18 giờ, có rất nhiều phụ huynh đưa con em mình đi thả diều. Điều đáng nói là khu đất trống này lại nằm sát đường điện của thôn, tiềm ẩn nguy hiểm về mất an toàn lưới điện. Chưa nói về việc sẽ gây cháy nổ lưới điện tại khu vực dân sinh khi có mưa dông bất chợt mà phụ huynh hay cháu bé không ý thức được sự nguy hiểm, cố tháo gỡ bằng cách kéo hay trèo lên cột sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. Cái mức độ nguy hiểm thả diều ở gần các đường dây cáp như thế này thì cũng có thể là gây ra cái hiện tượng là bị điện giật hoặc là bị điện phóng đối với các cái dây diều mà có vật liệu dẫn điện. Ngoài cái việc mà hiện tại là nguy cơ ảnh hưởng tính mạng của các cháu nhỏ thì còn nguy cơ đến vấn đề là gây ra sự cố lưới điện. Khu vực này là cấp điện cho toàn bộ dân sinh, khoảng 30.000 dân sinh. Theo khoản 1 điều 15 về nghị định 134 của Chính phủ quy định về an toàn điện đã nghiêm cấm thả diều, vật bay gần công trình lưới điện cao áp có khả năng gây sự cố lưới điện sẽ bị phạt từ 1 triệu đến 5 triệu đồng.